chị ruột á, bà coi cưng lần lễ một mỗi ngày mà bà biết, bà lấy cái Facebook bà đưa cho chị đó. Chứ chị làm gì biết cái chỗ của em. Ừ. À vậy đó hả chị. Mặc dù Lotte nó gần đây nhưng mà chị không có nghĩ là nó gần vậy, em hiểu không? Bà coi trong nặng mụn ghét mà bà đưa cho chị. Bà chị ruột bà cũng ở phường 6 rồi đó. Nhiều lắm nè. Mami, đừng có nhúc nhích nha. Don't move, can, just stable. Don't worry, not pain. Nhìn cục này. Mà năm nó em phải đợi cái chỗ của chị này chuyên nghiệp. Dạ. Ta hurt. Dạ, nó có cùng con về uống thuốc vô là hết à. Cháu nó bao nhiêu tuổi rồi chị? 15 qua 16 đó cơ. À. Ừ. Mới sinh nhật tháng 6 ấy chưa, tháng 6 mới sinh nhật. Bị chuyện. Vậy là chưa được 16 đâu. Ừ, tháng 6 mới là 16 hơn 9 tháng 6. Wow, she took out a lot of people. Terrible. Yeah, it's still inside my head or my face. Yeah, you have to sacrifice for take the people out. Yeah. Not very pain. Also, I'm not going to eat the chickens again. Yeah, you don't eat. Eat 1 month, 1 time. Chị kêu ăn gà rán 1 tháng 1 lần thôi. Không cho ăn nữa. Dạ, nó thích ăn gà rán hả? Nó nghĩ ăn gà rán rồi. Nói con mà ăn cái french fry là cái khoai tây chiên á, cái gà rán là nó nổi mụn dữ dằn luôn. Không hả? Thích ăn đồ chiên xào à? Trời, nhìn thấy ghê. Rồi, ở cái nơi đó, em là coi như là dũng sĩ gì đó. Trời. Cái này lâu quá rồi. Cho chị cái video nha. Chị gửi cho bà you? chị là để mụn khang để bà nhìn bà sáng mắt ra. How about you? Just my brother lâu come to deep spa again. Luôn mấy tháng trời rồi. Không có được dẫn con đi về. Mom. Đó đó, con chị xa con chị 3 năm đó, từ ngày Covid á mới về đây là bây giờ đó. Để lâu quá nó cứng á vậy. Ừ, để lâu quá nó cứng. Cứng ngon à? Mom. Yeah. Does my brother come to the deep spa too? No, not yet. I will bring him later, tomorrow. Tomorrow? Maybe tomorrow I bring Phước Hành here. Chị đem thằng con trai nữa cho con lấy mụn cho hết. Ủa? Chị mấy đứa? Mà nó ít, 2 đứa. À. Thằng kia nó vẫn bị mụn mà ít hơn thằng này. Thằng này là quá, để lâu quá. Are you touching me? Yeah. Nhìn cái này không bằng, nhìn không đã bằng qua cái kính của bé bên đây quay. Chị khó chút cho hết. Cái này là để lâu nữa nó viêm lên đó chị. Ờ, nó viêm mà da viêm rồi đó. Không sao đâu con, nói chung cũng bị viêm rồi nhưng mà không lấy nổi đâu chị. Cũng còn cứu vãn được phải không? Cứu vãn được. Chị về chị bắt đầu chị hết, bắt đầu thoa thuốc thâm cho bé. Mom, is there a blood? Nó nói gì em không hiểu. Hỏi mẹ có chảy máu không? Nói ít rồi, nó không có hỏi em. Vậy đó hả? Chỉ em biết nói tiếng Anh. Có gì gì? She can speak English very good, so you can talk to her in English, no problem. Ủa mà sao ở bên đó mà nói tiếng Anh ra nói gì chị? Trời dân Campuchia học tiếng Anh giỏi lắm cưng. Bây giờ nó trường quốc tế không ở bển cưng. Vậy đó hả? Nó là tư bản mà cưng. Ừ. Nó thiếu gì? Người qua bển dạy tụi Campuchia nói tiếng Anh giỏi. Lúc mà chị ở bển chị làm việc theo á hồi trước á. Là đám Campuchia nó nói tiếng Anh giỏi. Tụi nó học, nó gọi là cái trường gì, gọi là trường gì quên rồi. Không phải trường thương mại đâu, trường gì mà nó chuyên môn, nó dạy mấy đứa sinh viên tiếng Anh giỏi. Nhưng mà nó có biết nói tiếng Campuchia không chị? Biết chứ, nó học tiếng Campuchia dĩ nhiên phải biết tiếng Campuchia. Is that a nail? I got a lot of people to check out from long. Is that a nail? Huh? Is that a nail? Nếu yeah. Ừ, nó cứng lâu quá, nó cứng á chị. À, ráng chí đó, nhìn nè. Nó trời luôn nè. You wait after I send that video for your number to see. Xíu cho chị cái video này. Dạ. Bả Duyên coi mấy cái video của em. I wonder what her reaction is. Vậy em có thu tiếng không? Đâu có thu tiếng phải không? Đừng thu tiếng chị nói nha. Nãy giờ nói quá trời. Em delete cái tiếng nói.
I wonder what's her reaction. After she will show you how many people. Này chắc nó bị lâu rồi nè, bị từ năm lớp mấy rồi đúng không? Bị 2 năm rồi, nó nói với chị 2021 tới giờ. À, nhưng mà chị đâu ở chung nó đâu đúng không? Đâu ở chung đâu. Trời ơi, ở chung chị đem lại em lâu rồi, nó đâu có được về Việt Nam đâu. À. Mà chị biết chỗ em mà giờ tỷ 2 3 tháng dẫn con về vậy đó. Chắc là do dịch đúng không chị? Ừ, do dịch. Do dịch mỗi lần đi người ta bắt mình test PCR đó, chị sợ dữ lắm. Chị sợ vô đó chị bị lây á, hồi trước á. Bây giờ chị hết sợ rồi nhưng mà lúc nhưng mà bây giờ cũng sợ. Bình thường mà. Ừ, bây giờ là bình thường rồi. Cô lấy là nhẹ rồi đó. Ừ. Cô giỏi quá cô ơi. Cái này cháu nó để lâu quá nó viêm cái da phía dưới rồi nè. Có mấy cục nó đã u lên vậy nó cứ ngắt à. Ừ. Đông mu. Rồi ráng lên nha. Trời chút mấy con. Đông mu. Ừ. Giống như cục này nè, cứng quá. Cứng trong này nè. Ừ. U lên thấy chưa? Thấy. Có nhiều cái của nó cứng lắm. Đi mũi mình đã. Ừ. Thấy rồi. Thấy rồi. Bóng lên đây thấy chưa? Mấy con này viêm nè. Ừ. Viêm mũ. Ừ. Chị lại em là chủ yếu là mấy cục mũ đó đó. Còn bên kia có một cục nó đang sưng bự lắm. Mấy cái đang sưng có nặng không? Có, em coi em lấy hết chưa. Ừ. Thật ra mấy cục này nó có nhân ở dưới đây hết nè. Thấy rồi, thấy rồi. À, thấy chưa? Thấy rồi. Làm gì đó này nó mới lành lại. Ừ. Nhắn chút sợ mấy đứa nhỏ này nó đau sợ đau thôi. Ừ, không sao đâu, cũng có nặng mấy cái mỡ cái máu độc đó ra. Chảy máu. Ừ. Chảy máu. Chảy máu. Ừ. Rồi cho mớ bông em ơi. Ừ, cho mớ bông coi. Sâu quá nó phải ấy. Nhắn chút nha con. Con. Chị được hai đứa con trai á chị? Nãy chị quên hạ cái ghế xuống rồi. Hạ đi. Ok, cảm ơn em. Nhìn qua đây là xếp rồi. Pain. Nên chắc lần đầu nó đi lấy mụn đúng không? Ừ, normally. Đầu vậy là cũng giỏi rồi đó. Normally. Pain, right? Mấy này viêm ha. Ừ.
Nó lâu nó ẩn sâu dưới này. Vậy thấy không? Nhỏ. Vậy sao nó không sưng? Cứng. Not the ice. No. Không có một cục đây nè. Thôi lắng lấy ha. Đâu có đụng mắt đâu. Not the eyes. Nó đụng lấy chỗ mắt. Thôi lấy xuống đây ha. What is that? What was that? Con mẹ cầm tay cho ha. Cú giãn cái mặt này chứ không là tiêu luôn. Mai chị mới cấp chút cho đi làm chứng minh nhân dân quá trái mắt. Tại vì mai nó sưng thì sao để công an kêu làm chứng minh chip cho nó. Công an đi làm chứng minh nhân dân sao bây giờ. Ngủ ấy mai chị mới cấp cho nó được không? Cấp nhẹ. Nói nặng mụn xong đến ngày mai nó cũng bình thường à. Nó cũng vậy thôi. Nó cũng giãn à. Nó cũng bớt rồi chị. Bớt sưng. Chứ chị biết cái cảnh này chứ không phải chị không biết đâu. Trời ơi, nó nhân ra kìa. Muộn quá trời ha. Nhỏ quá trời ha. Muộn quá trời muộn rồi. Slot of pimple. Slot of pimple. Okay. Bye. 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 B